Phần 2 Chí Phèo. Năm ngoái thì Bình Trực chết, năm nay lại nảy ra Chí Phèo, một thằng hiền lành như đất, tội nghiệp cho hắn. Có lần Lý Kiên thấy hắn vừa bóp đùi cho bà ba vừa run run, bỗng nhiên vùng dậy dở toàn những giọng uống máu người không tanh. Thì ra giả néo đứt dây, cụ tiên chỉ làng Vũ Đại nhận ra rằng đè nén con em đến nỗi nó không chịu được, phải bỏ làng đi là ra ai. 10 thằng đã đi thì 9 thằng trở về với cái vẻ hung đồ, cái tính ương ngạnh học từ phương xa. Một người khôn ngoan chỉ đến bóp đến nửa chừng, hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được 5 đồng, nhưng được rồi thì vất cả 100 hào vì thương anh quá túng. Và cũng phải vì tùy mặt nữa, những thằng có máu mặt, vợ đẹp, con đàn chính là những thằng sợ quan, dễ bóp. Trái lại những thằng có tứ cố vô thân, giết chúng thì dễ, nhưng giết được chỉ có xương, mà gây với chúng là mở dịp tốt cho những phe nghịch xoay lại mình. Làng nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè kết đảng, chung quanh một người. Cánh cụ Bá Kiến, cánh ông Đội Tảo, cánh ông Tư Đạm, cánh ông Bác Tùng, bằng ấy cánh du lại với nhau để bóc lột con em, nhưng vẫn ngấm ngầm chia rẽ, nhè từng chỗ hở để mà trị nhau. Cụ lại nhận ra rằng ở cái đất là nhà quê, bọn dân hiền lành chỉ e cổ làm nuôi bọn háo lý, nhưng chính bọn háo lý nhiều khi lại phải ngậm miệng cung cấp cho những thằng cùng hơn cả dân cùng lên liều lĩnh, lúc nào cũng có thể cầm dao đâm người hay đâm mình. Nhưng cụ lại không phải là một người ưa than thở, than thở chẳng ích gì cho ai. Cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén, sở dĩ bị đè nén suốt đời chỉ vì khi bị đè nén, chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác. Cụ Bá Kiến không cần than thở, chị không lợi thì cụ dùng. Cụ nghĩ bụng cũng phải có những thằng đầu bò chứ, không có những thằng đầu bò thì lấy ai mà trị những thằng đầu bò. Thế lực của cụ sở dĩ lấn át được những vây cánh khác, một phần cũng bởi cụ biết mình, biết cứng, biết mềm, biết cứng, biết thu dụng những thằng bạt mạng không sợ chết và không sợ đi tù. Những thằng ấy chính là những thằng được việc, khi cần đến chỉ cần cho nó dăm hào uống rượu là có thể sai nó tác hại bất cứ anh nào không nghe lại mình. Gặp người bướng bỉnh đành thép thì nó lừa đốt nhà, hay cho mấy nhát dao. Gặp người non mặt thì nó quăng vào chai rượu lậu, hay là gây sự rồi lăn ra kêu làng. Có chúng nó sinh ra chuyện thì mới là dịp làm ăn, mà nếu nếu không thì giữa đám dân hiền lành và yên phận này khéo lắm chỉ bóp nặn được vào vụ thuế, thuế 1 năm có một lần, nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào cho chỗ 3 4 nghìn bạc chạy trọt để tranh chuyện đồng đấy. Vì thế, đêm hôm ấy ở nhà Bá Kiến ra về, Chí Phèo vô cùng hả hê. Bá Kiến đã không vu vạ gì cho hắn, lại còn ghiết giết gà, mua rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống rượu. Đồng bạc làm gì mà đến thế? Hắn loạng choạng vừa đi vừa cười, hắn chẳng cần đến bà xù. Lúc ngồi tù hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu, chỉ vài lắm lá bột là mặt hắn lại đâu vào đấy ngay, còn đồng bạc lại để đi uống rượu. Hắn uống được có 3 hôm, đến hôm thứ 4 thì hắn trợn mắt lên bảo con mẹ hàng rượu rằng hôm nay ông không có tiền, nhờ mày ban chịu cho ông một chai, tối ông mang tiền đến trả. Mụ hàng rượu hơi ngẩn ngừ, thế là hắn rút bao diêm đánh xòe châm lên mái lều của mụ. Mụ hoảng hốt kêu la om sòm, rồi dập tắt đám được ngọn lửa vừa mới cháy, rồi khóc khóc mếu mếu. Cụ mụ đưa chai rượu, hắn hầm hầm chĩa vào mặt mụ mà bảo rằng cái giống nhà mày không ưa nhẹ, ông mua cho ông có zin nhà mày đâu, mày tưởng ông quỵt hả? Mày hỏi thử cả cái làng này xem có ông có quỵt đứa nào bao giờ không, ông không thiếu tiền nhá. Con ông còn chửi gửi đang cụ Bá, chiều nay ông đi lấy về ông trả. Mụ vừa khéo và quạt áo lên quệt mũi vừa bảo chúng cháu không dám chắc lép, nhưng quả là ít vốn. Hắn quát lên ít vốn thì tối nay ông trả, nhà mày đã chết ngay ở đây đâu bao giờ hay sao. Rồi hắn xách chai về, hắn về cái miếu con ở bờ sông, vì vốn từ trước đến đây nay không có nhà.
Lúc đi đường, hắn đã vặt được ở nhà nào đó 4 quả chuối xanh và bốc của cô hàng xén một rúm mu con muối trắng. Bây giờ hắn uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng và thấy kia cũng ngon. Hắn uống rượu với cái gì cũng ngon. Uống xong, hắn chùi miệng rồi ngật ngà ngật ngương đến nhà Ba Kiến. Gặp ai hắn cũng bảo: "Hắn đến nhà cụ Ba Kiến đòi nợ đây." Mới trông thấy hắn vào đến sân, Ba Kiến đã biết ngay hắn lại đến sinh sự rồi. Cái mắt thì ngầu lên, hai chân thì lảo đảo, cái môi thì bầm lại mà run bần bật. Cũng may hắn không cầm vỏ chai. Ba Kiến cũng dõng ra hỏi: "Anh chị đi đâu đây?" Hắn chào to: "Lại cụ à, bẩm cô, con đến cửa cụ để theo cụ một việc à." Giọng hắn là nhè và tiếng đã gần như méo mó nhưng điệu bộ thì lại gần như hiền lành. Hắn vừa gãi đầu gãi tai vừa lại nhảy: "Bẩm cô, từ ngày cụ bắt con đi ở tù, con lại sinh ra thích ở tù. Bẩm có thế, còn có dám nói gian thì trời tru đất diệt. Bẩm quả đi ở tù cô sướng quá. Đi ở tù còn có cơm để mà ăn. Bây giờ về làng về nước, một thước đất cắm ruồi không có, chả làm lên gì. Bẩm mà cô, con lại đến kêu cụ lại cho con đi ở tù à." Cụ bá quát, bắt đầu bao giờ cũng quát để thử giờ dây thần kinh của người ta: "Cái anh này lại say khướt rồi." Hắn xông lại gần, đảo ngược mắt, giơ cái tay lên nửa chừng: "Bẩm không à, bẩm thật là không say, nhưng con đến xin cụ cho con đi ở tù, mà nếu không được thì thưa cụ." Hắn móc đủ mọi túi để tìm một cái gì hắn giơ ra, đó là một con dao nhỏ nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp: "Vâng, bẩm cụ, không được thì con phải đâm chết dăm ba thằng rồi cụ bắt con đi giải huyện." Rồi hắn cúi ngứa xuống tẩn mẩn gọt cạnh cái bàn lim. Cụ bác cười khách khách. Cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười tào tháo ấy. Cụ đứng lên vỗ vai hắn và bảo rằng: "Anh này bứa lắm, nhưng này anh chi ạ, anh muốn đâm người thì có không khó gì, đội tảo nó còn nợ tôi 50 đồng đấy. Anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được thì tự nhiên có vườn." Đội tảo là một tay vai vế trong làng, vây cánh ông ta mạnh, vẫn kình nhau với nhà cụ bá mà cụ bá thường vẫn phải chịu, bởi hắn là cựu binh, lương hưu trí nhiều, quen thuộc nhiều, lại ăn nói giỏi. Hắn vay cụ bá 50 đồng đã từ lâu, bây giờ đột nhiên trở mặt vỗ tuột, lấy cớ rằng số tiền ấy tính vào món tiền chè. Lý Cường là ra làm lý trưởng chưa tạ hắn. Cụ bá tức như chọc nhọc chòng chọc nhưng chưa biết làm thế nào, bởi vì thằng binh chức đầy tớ tay chân của cụ khả dĩ đương đầu với hắn được, chết năm ngoái rồi. Bây giờ cụ mới gặp lại được Chí Phèo có thể thay cho binh chức, cụ thử nói khích xem sao. Nếu nó trị được đội tảo thì tốt lắm, nếu nó bị đội tảo trị thì cụ cũng chẳng thiệt gì, đằng nào cũng có lợi cho cụ cả. Chí Phèo nhận đi ngay. Hắn tức khắc đến nhà đội tảo và cất tiếng chửi ngay từ đầu ngõ: "Giá gặp phải hôm khác thì có án mạng rồi, đội tảo đâu có thể đâm chém được, chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh." Nhưng phúc đời cho hắn hay cho Chí Phèo, hôm ấy hắn ốm liệt giường không sao nhấc mình được dậy. Có lẽ hắn cũng không biết Chí Phèo chửi hắn. Vợ hắn thấy Chí Phèo thở ra mùi rượu và biết rõ đầu đuôi món nợ ấy, nó lấy 50 đồng giấu chồng đưa cho người nhà đi theo Chí Phèo. Đàn bà vốn chuộng hòa bình, họ muốn yên chuyện thì thôi, gai ngạnh làm gì cho sinh sự. Và lại bà đội cũng nghĩ rằng chồng mình đang ốm và 50 bạc đối với nhà mình là mấy, lôi thôi lại chả tốn đến 3 lần 50 đồng. Vì thế Chí Phèo mới được vênh vênh ra về. Hắn oai thêm một bậc, hắn tự đắc: "Anh hùng làng này cóc bằng ta." Cụ bá thấy mình thắng bên địch mà không cần đến hội đồng làm biên bản xem chừng thích thú, cụ đưa luôn cho anh đầy tớ 5 đồng. "Anh Chí ạ, cả 50 đồng này phần anh, nhưng nếu anh lấy cả thì chỉ 3 hôm là tan hết, vậy anh cứ cầm lấy chỗ này uống rượu, còn để tôi bán cho anh mảnh vườn, không có mảnh vườn đất thì làm ăn gì." Chí Phèo dạ vâng ra về. Mấy hôm sau, cụ bá bảo Lý Cường cho hắn 5 xào vườn ở bãi sông cắm thuế của một người làng hôm nọ. Chí Phèo bỗng thành ra con nhà. Hồi ấy hắn mơ mới đâu 27 28 gì ấy.
Bây giờ thì hắn đã thành người không tuổi rồi, 38 hay 39, 40 hay ngoài 40, cái mặt hắn không trẻ cũng không già, nó không còn là mặt người, nó là mặt của một con vật. Nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi? Cái mặt hắn vàng vàng mà lại muốn sạm màu tro, nó vằn dọc vằn ngang không thứ tự, biết bao nhiêu là sẹo vết, những mảnh chai của bao nhiêu lần kêu ăn vạ làng, bao nhiêu lần hắn nhớ làm sao nổi, bao nhiêu việc uất ức hiếp phá phách đâm chém mưu hại người ta giao cho hắn làm. Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn, cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi, bởi vì ngay đến cái thẻ có biên tuổi hắn cũng không có. Trong sổ làng người ta vẫn khai hắn là dân lưu tán lâu năm không về làng. Hắn nhớ màng máng rằng mình có lần hắn 20, rồi hắn đi ở tù, rồi hình như hắn 25, không biết có đúng không. Rồi từ đấy hắn bao giờ cũng say, những cơn say của hắn thì tràn cơn này sang cơn khác thành một cơn dài mênh mông. Hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu rạch mặt chửi bới dọa nạt trong lúc say, uống rượu trong lúc say, để rồi say nữa, say vô tận, chưa bao giờ hắn tỉnh. Và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở đời. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, đã tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện. Hắn đâu biết vì hắn mà làm tất cả những việc ấy trong khi hắn say. Hắn say thì hắn phải bất cứ việc gì người ta sai hắn làm, tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn đến mỗi lần hắn qua. Vì thế cho nên hắn chửi hay là chẳng vì cái gì hắn cũng chửi. Cứ rượu xong là hắn chửi như những người say rượu hát. Giá hắn biết hát thì có lẽ hắn không cần chửi, khổ cho hắn và khổ cho người. Hắn lại không biết hát thì hắn chửi, cũng như chiều nay hắn chửi trời và hẳn hắn hắn chửi đời, hắn chửi cả làng Vũ Đại, hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn, nhưng cũng mặc ai mà hoài hơi tức mình. Hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn lại càng không ai cần, và hắn lấy thế làm tức lắm, bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình được, chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì nữa. Thế là hắn lê là chắc chắn đã có một cái cớ để tức tối, một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù. Phải, hắn phải đi báo thù với bất cứ ai. Hắn phải vào một nhà nào mới được, bất cứ nhà nào, hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp để đập phá, đốt nhà hay lăn ra kêu làng nước. Phải đấy, hắn sẽ rẽ vào bất cứ cái ngõ nào mà hắn gặp. À, đây rồi, mau 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 mau. Nhưng mà mặt trăng đã lên, mặt trăng rằm vành vạnh, và ánh trăng chảy trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây? Đen và méo mó trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây? Đen và méo mó trên đường trăng nhễ nhại. Nó sạch sạc về bên trái, nó sạch sạc về bên phải, thu gọn vào rồi lại dài loang ra, xé rách cái da vải chỗ. Nó cứ quần quật dưới ánh chơi dưới chân Chí Phèo. Chí Phèo lại đứng lại và nhìn nó, và hắn bỗng nghiêng ngả cười. Hắn cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi. Giá hắn cứ chửi lại có dễ nghe. Cái vật sạch sạc trên đường là bóng hắn. Thế là hắn cười và hắn quên báo thù. Hắn đi qua cái ngõ đầu tiên kia rồi, bây giờ đến cái ngõ nhà Tự Lãng, một anh thầy cúng có bộ râu lờ phờ. Chí Bèo Phèo bỗng nảy ra một ý, tạt vào đây và tập đập cái đàn chầu văn của lão và tự nửa mùa này ra, bởi vì là lão Tự này vừa làm thầy cúng lại vừa làm nghề họa lợn. Ôi giời, cái đàn của lão thì phừng phừng, nghe còn chối tai hơn cả lợn kêu. Nhưng lúc nào thì lúc vào thì lão Tự lại đang uống rượu. Lão uống rượu ngay ở sân, vừa uống vừa vuốt râu, vừa rung rung cái đầu. Chí Phèo đứng lại nhìn, thấy lão cũng hay hay. Hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay. Rồi đột nhiên hắn khát. Trời ơi, sao mà khát? Khát đến cháy cổ họng, không do dự hắn lại bên lão Tự, nhấc lấy chai rượu ngửa cổ dốc vào mồm tu. Lão Tự duỗi cái cổ gà vặt lông ra, trố mắt lên nhưng không nói gì. Lão ríu lưỡi lại rồi còn còn nói làm sao được. Lão đã uống hết 2 phần chai.
còn lại một phần thì Chí Phèo tu nốt. Hắn tu có một hơi rồi khạc một cái chèn chép cái miệng như còn thèm, rồi hắn nắm lấy mấy cái dâu lờ phờ của lão tự lâng lên trăng mà so cười. Lão tự cũng cười, hai thằng say rượu ngã người vào nhau cười như một đôi tri kỷ cuồng. Rồi tự lãng vào nhà xách ra hai chai rượu, lão còn đúng hai chai nữa. Mời Chí Phèo uống nữa, uống thật say không cần gì, cứ việc uống đừng có lo ngại gì đấy. Vợ lão chết 7 8 năm nay rồi, con gái lão chửa hoang bỏ lão đi, lão chỉ còn có một mình, không còn vợ con nào mè nheo cả. Lão cứ muốn uống đến bao giờ thì uống, cứ uống đi ông bạn lạc đường ở cung trăng xuống ạ. Uống thật tận, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Nhịn uống để làm gì, có giàu có sang có làm lên ông cả bà nhớn nữa, chết cũng không ai gọi là cụ lớn mà. Lão sống đến con hơn 50 năm rồi mà chưa thấy có một cụ lớn mả nào xuất. Chỉ có cái mả đất, ai chết cũng thành cái mả, say sưa chết cũng thành cái mả, lo gì cứ say. Chí Phèo chưa bao giờ Chí Phèo được thỏa thê đến thế. Hắn lấy làm lạ mãi sau đến hôm nay mới ngồi uống rượu với thằng cha tự này. Rồi chúng uống với nhau thật là nhiều và rất nhiều. Người ta cứ tưởng như cả làng Vũ Đại phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống. Đã đến lúc hết cả hai chai thì tự lãng bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng người ta đứng lên bằng cái gì? Chí Phèo vẫn ngửa lão ra, vuốt cái râu lờ phờ của lão mấy cái rồi để mặc lão thế. Hắn lảo đảo ra về, hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực rồi gãi lên cổ, gãi mang tai và gãi cả lên đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, gạch chân lên mà gãi. Hắn bứt rứt quá, ngứa ngáy quá và chợt nghĩ đến cái bờ sông gần nhà. Bởi vì cái vườn của hắn ở gần một con sông, nước lặng và trong, khắp bãi trồng toàn dâu, gió đưa đẩy những thân mềm oặt ẹo cuộn theo nhau thành làn. Duy có cái vườn nhà hắn thì trồng toàn chuối. Ở một góc vườn có túp lều con, những đêm trăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang những bóng chuối đen đen như những cái áo nhuộm vắt tung lên bãi, và những chùa tẩu chuối nằm ngửa ưỡn ưỡn cong lên hướng lên cái trăng xanh rời rợi như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại dẫy lên đành đạch như là hứng tình.